chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của em nha. Thì hiện tại em có một cái cây mai tứ quý này cũng hơi lớn hoành, giá trị cũng hơi cao, của một anh khách gửi. Thì trong quá trình chăm sóc ảnh làm bị sai kỹ thuật các bạn, thì cái cây hiện tại nó đang bị tuột nhựa rồi các bạn. Thì anh gửi mình để mình cứu lại cái cây này. Thì sẵn đây mình làm luôn cái clip cho các bạn, mình chia sẻ về các bạn nói chung những cái kinh nghiệm để các bạn phòng tránh, để sau này cái mai của bạn gặp trường hợp này các bạn còn xử lý, biết cách xử lý, hoặc các bạn nói chung mình tránh cái trường hợp này ra để mình không bị mắc phải, để nói chung cái cây của mình bị hư các bạn. Thì cái cây này ảnh lúc trước ảnh mua ở một cái nhà vườn nào đó, thì cái cây nó đã lên mầm lên tược rồi nha các bạn, nói chung lên mầm tược dài rồi. Mà nói chung ảnh mua về xong cái ảnh thấy cái giá thể trồng á nó không được như ý ảnh, cái bắt đầu ảnh phá bầu, anh phá cái bầu đất á, do cái cây nó còn cái loại đất các bạn, anh phá bầu đất. Thì trong quá trình phá thì cái cây nó đang dương tược non các bạn, dương tược non mà anh phá cái bầu, thì phá cái bầu xong thì cái cây nó bị tuột nhựa, hay là có khả năng ảnh tưới nó bị hụt nước các bạn, thì cái cây nó bị tuột nhựa, nó xuống sức. Bây giờ hiện tại như trong là nó không có dẫn nước lên được nữa. Thì ở đây mình cũng chia sẻ tới các bạn luôn cái cách mà cứu những cái cây mai mà tuột nhựa hụt nước các bạn. Ở đây là nó cho mình đắp toàn bộ nè, nó cho mình nủ cho nó mát cái thân rồi đó. Nó mát cái thân rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng, nói chung mình nó đang bị thiếu nước các bạn, nói chung cây mai đến cái tình trạng là cây mai nó đang bị hụt nước á. Thì mình sẽ lấy cái màng co mình quấn các bạn. Quấn rồi mình chèn cái bột dừa ở đây rồi mình tưới ướt cho nó giữ ẩm được toàn bộ cái thân cây luôn các bạn. Đó là cái cách xử lý, nói chung đây là cái cách xử lý thứ nhất các bạn. Còn một cái cách nữa sẵn đây mình tiện mình chia sẻ luôn nha các bạn. Có một số cây trong vườn nó bị tuột nhựa các bạn, nói chung cây của khách gửi nó bị tuột nhựa. Thì mình cứu cái cây là mình nói là mình còn một cái hướng gì nữa, sẵn đây mình tiện mình chia sẻ luôn nha các bạn. Thì trong hiện tại mới có một cái cây đang nằm trong một cái hồ nước của mình, không có ngâm thuốc gì hết nha các bạn. Đây là cái hồ nước chứa cái hồ nước chứa nước tưới của mình thôi à. Đó, hiện tại có một cái cây đang nằm trong đây nè các bạn. Cái cây này cũng do nó bị tuột nhựa nữa các bạn, nhưng mà cái cây này rễ thì nó yếu quá, nó không dẫn nhựa lên được. Thì đó mình ngâm trong đây, nói chung các bạn có tạo điều kiện làm sao bây những cái trường hợp này các bạn có cái hồ nước các bạn ngâm vô, ngâm từ sáng tới chiều hoặc từ tối tới sáng nha các bạn. Mình ngâm tầm khoảng hơn 12 tiếng được rồi. Đó là những cái cây mà bị tuột nhựa mà nói chung nó không bơm nhựa được các bạn. Cây những cây mà các bạn trồng lâu quá nó không kéo nhựa lên được á. Đây là có một cái cây này sáng nè, mình cũng mới vừa xử lý xong nè các bạn. Thì đó giờ mình nói chung mình bó lên nè. Cái cây này mấy bữa là mình cũng xử lý sơ rồi. Đầu tiên là trường hợp nó nhẹ các bạn bó lại như thế này, bó cái màng co lại, nếu mà nó không giữ ẩm được, nó vẫn không bơm nhựa lên được, thì các bạn tiếp tục xử lý theo cái hướng mà ngâm cái cây vô trong cái hồ nước nha các bạn. Đây là cái trường hợp cây nhẹ nè, hồi sáng này mình mới quấn nè, cây nó bị nhăn da các bạn, cây mai vàng bị nhăn da mà mình thấy mình quấn lại thì nó vẫn có cái hơi nước lên, mình nghĩ cây này từ từ sẽ ổn lại. Còn đối với những cái cây mà các bạn quấn cái màng co mà không thấy nó hiện tượng nó bơm cái hơi nước lên các bạn, là cái cây đó các bạn xách các bạn đang bỏ vô cái hồ nước các bạn ngâm nha các bạn. Bữa trước thì mình cũng có một cây, thì hiện tại mình cảm thấy là nó đang có chiều hướng nó ok đó các bạn, và cái cây nó đang bơm nhựa lên được. Đó là cái hướng xử lý mình quăng vô cái hồ nước nha các bạn. Đó, mình cũng quăng một ngày như vậy đó. Cái này nó hơi khó nè, các bạn có thể thấy nè, các bạn nhìn kỹ các bạn thấy nhựa nó đang bơm lên nha các bạn. Thì đó mình chỉ cho các bạn cái hướng xử lý những cái cây phôi mà bị tuột nhựa nha các bạn.
cái này không nhìn thấy rõ được. Đó, các bạn có thể thấy cái nhựa nó đang bơm lên được rồi nha các bạn. Đó thì bữa trước mình xử lý. Để nói cho mình quấn cũng cả tầm một tháng á. Quấn kính cái cây rồi nhưng mà nó không bơm nhựa rồi mà mình mới xách quăng vô hồ các bạn. Quăng vô hồ này mình dở lên mình thay cái cây này chắc khoảng 10 ngày thấy nó bơm nhựa lên các bạn. Đó là mình hướng dẫn các bạn cách xử lý những cây phô bị tuột nhựa cho các bạn. Hiện tại mình đã bó xong các bạn. Thì do cái cây này nó có hai cái cọng rễ treo mà hồi xưa lúc mà trồng mấy người trồng người ta không có cắt bỏ các bạn, thì giờ mà cũng không chưa có phá được các bạn. Cây nó đang yếu các bạn, phá rồi bắt đầu nó không rút nhựa lên được, nó kéo cái mặt hẹo lại thì nó sẽ chết. Nó chết luôn cái chi nha, nó chết cái mạch ở cái rễ nó dẫn lên cái tứ quý nè. Mỗi cái rễ là mỗi cái mạch nó lên các bạn. Cái nhánh nó nuôi cái nhánh các bạn. Các bạn mà để nó chết một con rễ nó từ từ sẽ nứt thân lên để hư luôn cái cây nha các bạn. Bây giờ mình xử lý, tạm thời xử lý mình chưa phá bỏ nhưng mà sau này chắc phá bỏ cái cọng rễ treo nữa các bạn. Rồi mình quấn xong rồi thì mình tưới nước cho vô cái bột dừa luôn nha các bạn. Các bạn tưới nước vô cho nó giữ ẩm nha. Tưới làm sao cho nó thấm cái bột dừa, nước hết bột dừa các bạn. Rồi ok nha các bạn. Thì mình cũng xin chúc các bạn có những cái cây mà lỡ nó gặp trường hợp này á, chúc các bạn làm thành công nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip.